Các idol Hàn Quốc mê đắm mê đuối khi đi du lịch Việt Nam chỉ vì yêu những điều nhỏ này. Việt Nam không chỉ là một đất nước với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời và văn hóa đa dạng, mà còn là nơi đón tiếp với tấm lòng mở cửa và sự hiếu khách. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những trải nghiệm đáng nhớ của các idol khi họ đặt chân đến Việt Nam. Những điều nhỏ nhặt như vị cà phê đường phố, hương vị đặc trưng của các món ăn hoặc thậm chí là những cuộc trò chuyện bên cạnh người dân Việt Nam đã làm cho họ mê đắm và yêu mến đất nước này. Chúng ta sẽ được nghe các câu chuyện chân thực và cảm xúc từ các idol về sự đón tiếp ấm áp của người Việt, về vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa độc đáo, về những khoảnh khắc đáng nhớ mà họ đã trải qua trong cuộc hành trình này. Ngày càng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc chọn Việt Nam là địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng. Nhiều ngôi sao thích thú khi trải nghiệm ẩm thực và tận hưởng kỳ nghỉ tại các bãi biển ở Việt Nam. Các thần tượng xứ kim chi cũng góp phần quảng bá du lịch Việt. Sao Hàn chuộng du lịch Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đến Quảng Nam để chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc 2023 Sin Festival. Kim Go-eun và nhóm nhạc KARD là những nghệ sĩ có mặt sớm nhất ở Việt Nam. BOA, Taeyang, Big Bang, Hyoyeon, SNSD cũng đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thay vì xuất hiện kín đáo trong khuôn khổ sự kiện, nhiều sao Hàn thoải mái dành thời gian trải nghiệm ẩm thực và tham quan. Nhóm KARD thưởng thức cà phê, vải thiều và phở bò. Thành viên Winter, nhóm aespa khoe ảnh tạo dáng cùng nón lá do fan Việt tặng. Thành viên Karina của nhóm lại tỏ ra thích thú với đồ ăn Việt Nam. Trên mạng xã hội Instagram, nữ nghệ sĩ cập nhật nhiều hình ảnh về chuyến đi. Cô bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu tiên ăn quả doi ở Việt Nam. Ningning, aespa chia sẻ bộ ảnh diện bikini nóng bỏng tại Hội An. Ca sĩ gốc Trung Quốc livestream khoe mua được vải ở Việt Nam. Loại quả này rất đắt tiền ở Hàn Quốc. Nhiều show thực tế, các bộ phim của Hàn Quốc chọn thắng cảnh ở Việt Nam để ghi hình cho các tập phát sóng. Dịp này, dàn nghệ sĩ chương trình No Wing Bros đang có mặt tại Đà Nẵng để ghi hình. Trước đó, nhiều địa danh nổi tiếng của các thành phố lớn ở Việt Nam như Cầu Rồng, Đà Nẵng, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, Vịnh Hạ Long xuất hiện trong phần 2 phim Taxi Driver. Thê Giang và Joy Park không bỏ qua món phở khi tới Việt Nam. Joy Park khoe cách ăn phở độc đáo khi nhúng nguyên quả chanh vào bát. Ngày 17 tháng 6, nữ thần tượng Hyo Jon bất ngờ xuất hiện tại quán bánh xèo nổi tiếng ở Đà Nẵng. Cô diện đồ đơn giản, đi dép xỏ ngón. Cô cũng tranh thủ xem trình diễn pháo hoa trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và chia sẻ hình ảnh với người hâm mộ. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam cho kỳ nghỉ dài không vướng bận lịch trình. Đầu tháng 8 năm 2022, ca sĩ Huy In, nhóm Mamamoo đăng tải hình ảnh check-in tại nhiều con phố tại Hà Nội. Cô ghi lại những khoảnh khắc dạo phố, đi siêu thị. Nữ diễn viên El Jen lựa chọn du lịch Đà Nẵng, Hội An cùng chồng là tài tử Ki Tae-yong và hai con gái. Cô bày tỏ sự yêu thích khi tận hưởng kỳ nghỉ tại Việt Nam và khoe trên mạng xã hội. Tận hưởng mùa yêu thích của tôi tại Hội An, biển Đà Nẵng xinh đẹp cùng hai con gái nhỏ. Tháng 2, ca sĩ diễn viên Honey, nhóm Acid đăng ảnh check-in tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Vịnh Ninh Vân, Nha Trang. Đây không phải lần đầu tiên Honey đến Việt Nam. Đầu năm nay, Seo Jung, Victon cũng dành thời gian nghỉ ngơi tại một resort ở Lăng Cô, Huế trước khi chính thức trở lại showbiz sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nữ ca sĩ Sho Young, thành viên nhóm nhạc SNSD, cùng bạn trai là nam diễn viên Jang Kyung-ho có chuyến du lịch tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào tháng 3. Cặp sao xứ kim chi đi vượt dọc miền Trung trước khi về nước. Du lịch hưởng lợi. Nghệ sĩ Hàn Quốc thường cập nhật những hình ảnh, video khi du lịch Việt Nam trên mạng xã hội. Hầu hết sao Hàn hào hứng khi thưởng thức đồ ăn Việt, mặc thử áo dài, đội nón lá khi dạo phố. Bên dưới phần bình luận, nhiều fan đã chơi chữ dùng từ for thay cho for. Thê Giang cũng rất hào hứng đáp lại fan theo cách này. Thành thạo những từ ngữ thú vị như foreign, thật sao, forgive me, thứ lỗi cho tôi, for sure, chắc chắn rồi. Ningning tung ảnh ở resort Hội An cùng aespa thưởng thức ẩm thực Việt. Loạt ảnh khoe dáng của Ningning, aespa tại Việt Nam được cư dân mạng bàn tán không ngớt. Chủ đề nóng nhất mạng xã hội hiện nay đó chính là cả dàn sao Hàn đổ bộ Hội An để biểu diễn tại Sin Festival. Trong lúc chưa biểu diễn, dàn sao đã có nhiều hoạt động nghỉ ngơi, tham quan và ăn uống tại Việt Nam. Trong tối ngày 17 tháng 6, Ningning, aespa đã khiến khán giả trầm trồ trước loạt ảnh diện đồ bơi khoe vóc dáng sexy. Nữ idol cùng còn các thành viên aespa vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức ẩm thực, mua sắm tại Việt Nam. Hy vọng rằng video này sẽ đem lại cho các bạn cái nhìn mới mẻ về Việt Nam và về sự tương tác ấn tượng giữa người dân và các idol quốc tế. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị và những góc nhìn độc đáo về cuộc sống và văn hóa. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều tuyệt vời nhất về Việt Nam. Hãy sẵn sàng để lắng đọng trong những điều nhỏ bé nhưng đáng quý này. mà chỉ có ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong video tiếp theo.